Đám cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Chẳng vậy mà ai cũng luôn cố sáng tạo để biến ngày vui trở nên ý nghĩa, tuyệt vời và đáng nhớ nhất. Thủ tục rước dâu cũng rất được để ý trong ngày này. Với gia đình giàu họ kém cỏi sinh ra trên siêu xe đắt đỏ có thể lên đến vài chục tỷ đồng. Nhà mình kém cỏi thì có xe hoa đẹp đẽ. Tuy nhiên, nhiều người lại muốn đưa nàng về dinh tuyệt vời hơn bằng cách biến tấu chiếc xe hoa quen thuộc. Mới đây, trên mạng làng Mạc Hội đã đăng tải những tấm hình chú thể rước dâu bằng chiếc xe đặc biệt. Chú thể đã chọn xe nâng để di chuyển. Tuy nhiên, bên trên đó có nguyên một cái ghế salon dài. Xung quanh ghế được trang trí bóng bay và cắt dây hoa. Phía sau chính là những tấm ảnh cưới của cặp đôi. Màn rước dâu bằng xe nâng. Cô dâu chú thể ngồi trên ghế với gương mặt rạng rỡ, vui vẻ. Vì thời tiết nắng nóng nên chú thể một tay cầm ô, che nắng cho vợ. Hình ảnh đó đã được chụp lại và chia sẻ trên rất nhiều fanpage trên mạng làng Mạc Hội. Đúng là trong thời đại bây giờ, đến cả đám cưới hay chuyện rước dâu chẳng đi theo lối mòn nào cả. Ai cũng muốn tự khiến ngày vui của mình trở nên đặc biệt, gây để ý và đáng nhớ hơn. Cô dâu chú thể đều rất vui vẻ. Trong trường hợp này, sự sáng tạo của chú thể đã khiến dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng đây là đám cưới của hai gia đình gần nhau, đi bộ thì quá quen thuộc mà xe qua thì chưa đủ xa nên người ta đã chọn xe nâng. Nó cũng là một ý kiến hay, biểu lộ được sự độc đáo, khác biệt. Chỉ cần cô dâu và họ nhà gái cũng thấy vui vẻ, hài lòng là tốt rồi. Nhìn thật sự sáng tạo đấy chứ. Đám cưới thế này đi trên đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn hết cả. Sau này dù bao lâu nữa người ta vẫn nhớ gì nó đặc biệt và đặc biệt quá mà, một dân mạng bình luận. Tuy vậy, cũng có nhiều người cho rằng sáng tạo cũng nên có giới hạn. Việc để cả cái ghế salon lên xe khiến nó cồng kềnh, trang trí xung quanh cũng chưa được phù hợp cho lắm. Chưa thể việc xe nâng rước dâu như thế này sẽ dễ khiến tài xế bị khuất tầm nhìn, không an ninh khi di chuyển. Mùa cưới đang đến, người ta lại được chứng kiến nhiều hơn nữa những màn rước dâu đặc biệt. Dù làm thế nào cũng nên để ý sao cho vừa đẹp đẽ, tuyệt vời lại hợp pháp và an ninh nhé. Cùng nhìn lại vài sự sáng tạo của chú thể trong đám cưới thời gian gần đây. Dùng xe đạp cổ rước dâu. Nhiều nhà lại lựa chọn xe trâu kéo. Một cặp đôi chọn xe đầu kéo để rước dâu.